Bước vào độ tuổi trung niên, người phụ nữ đối diện với một giai đoạn mới đầy khó khăn của cuộc đời. Lúc này, những thay đổi bên trong cơ thể khiến chị em không tránh khỏi những muộn phiền. Tuy nhiên, nếu biết lựa chọn cho mình, phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp sẽ giúp chị em giải tỏa hơn những muộn phiền này. Và với giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh thì có lẽ vẻ đẹp, sự trẻ trung và duyên dáng của chị luôn khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Không biết bí quyết của chị là gì? Thứ nhất là mình cũng dành một chút thời gian để dưỡng da, dưỡng tóc. Thì cũng có một số, đến một độ tuổi ấy, thì chúng ta cũng cần có một số những cái liều thuốc nó cũng bồi bổ cho cơ thể. Thế và nó cũng hỗ trợ một phần trong việc gìn giữ cái gọi là nhan sắc. Nghiên cứu mới đây của Đại học Gothenburg Thụy Điển cho thấy phụ nữ từ tuổi 40 thường gặp nhiều trục trặc về sức khỏe, tâm lý, dẫn đến lo âu, căng thẳng. Có hơn 20% phụ nữ trong nhóm nghiên cứu được chẩn đoán là bị trầm cảm và có nguy cơ mất trí nhớ cao. Đặc biệt, theo thống kê của Đại học Melbourne, Australia, trong khoảng giai đoạn tiền mãn kinh đến mãn kinh, các triệu chứng suy giảm tình dục ở phụ nữ tăng rõ rệt từ 42% đến 88%. Tuổi trung niên là một giai đoạn dài của đời người phụ nữ và chứa đựng nhiều đổi thay trong cơ thể, từ sức khỏe nói chung đến chức năng tình dục nói riêng. Những dấu hiệu như bốc hỏa, giảm ham muốn, khô hạn, mệt mỏi làm ảnh hưởng đến quan hệ gối chân và chất lượng cuộc sống. Nguyên do là bộ các hormone nữ thay đổi bất thường, đặc biệt là các hormone như progesterone, estrogen, testosterone đều suy giảm và mất cân bằng, dẫn đến tình trạng tiền mãn kinh và mãn kinh. Nghiên cứu về cơ chế hoạt động thần kinh nội tiết, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng cần chăm sóc hệ trục não bộ, tuyến yên, buồng trứng để thúc đẩy cơ thể tự sản sinh các hormone đúng và đủ với nhu cầu của mỗi người. Cơ chế nội sinh này giúp giải quyết các vấn đề của phụ nữ tuổi quanh mãn kinh và mãn kinh một cách hiệu quả và an toàn. Còn giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh thì lại chọn cho mình một giải pháp giúp làm cân bằng hơn nữa, tinh thần và thể chất, đó là sử dụng thảo dược thiên nhiên để làm đẹp và gìn giữ nét đẹp, sự thanh xuân của mình. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị. Cũng may mắn là một người bạn cũng giới thiệu cho một cái loại thảo dược, trong thành phần nó lại có cái đậu nành, mà đậu nành thì nó lại là chứa nhiều nhất về cái chất estrogen của phụ nữ đấy, để rất là tốt cho phụ nữ đấy. Thế tôi nghe thế tôi cũng sướng quá, nên tôi cũng thử. Thì tất nhiên có rất là nhiều sản phẩm ở trên thị trường, nhưng mà nó cũng hoàn toàn là thảo mộc, thì mình cũng tin vào những cái điều đó hơn á. Thế là thử thì cũng may mắn là thấy là một cái quyết định sáng suốt. Còn theo các chuyên gia sản khoa thì cho rằng để phụ nữ tuổi trung niên có thể vượt qua giai đoạn này một cách dễ dàng, nên kết hợp sử dụng với những viên uống bổ sung được chiết xuất tự nhiên từ đậu nành không biến đổi gen, axit lactic, soxi, vitamin D3, cao mộc tặc, và những thành phần này được tìm thấy ở viên uống Estro Mineral. Với những thành phần từ tự nhiên, Estro Mineral có tác dụng cân bằng sự thiếu hụt hormone trong tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, ngăn ngừa và làm giảm nguy cơ loãng xương, nguy cơ tim mạch, không làm tăng trọng lượng cơ thể. Estro Mineral là một cái sản phẩm được sản xuất từ Ý, và người ta thấy rằng những nghiên cứu ở Ý cũng như những thực nghiệm ở Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng cái Estro Mineral đó rất là có lợi, rất là tốt cho chị em phụ nữ ở lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Về cái thành phần của cái Estro Mineral này thì nó bao gồm là được chiết xuất từ đậu nành kết hợp với cái Lactobacillus. Thì Lactobacillus nó làm chuyển hóa từ cái đậu nành này thành cái phytoestrogen. Và phytoestrogen là một cái chất rất là, nó gọi là một cái estrogen tự nhiên hỗ trợ cho cơ thể người phụ nữ trong vấn đề giúp cho họ phòng tránh được các cái triệu chứng, các cái dấu hiệu của thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Không chỉ bổ sung nội tiết tố bị thiếu hụt thông qua những viên uống bổ sung, bước vào độ tuổi trung niên, người phụ nữ cũng cần phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý và nên duy trì tập luyện đều đặn 30 phút mỗi ngày bằng các hình thức như đi bộ, tập yoga.